Các bạn đang nghe truyện xích tâm tuần thiên trên kênh TV Audio CV. Chương 4002 Khương Vô Tà rất chờ mong Võ An Hầu sẽ nói về mình như thế nào. Nhưng Khương Vọng chỉ nhìn lướt qua hắn ta, rồi nói, nhưng ngươi lại hỏi ta, quả thực ta không biết nên trả lời thế nào. Ngươi nói đúng, bọn họ chẳng liên quan gì tới ta. Hắn thả ra một chân nguyên hỏa giới cỡ nhỏ, đặt sáng thế chỉ thư ở giữa, lại lấy thần niệm của mình làm dây, từng vòng từng vòng trói chặt quyển sách này. Hắn vừa làm vừa nói, khoảng thời gian gần đây, ta thường hay nghĩ, giữa người và người, rốt cuộc lấy cơ sở nào để phân chia, chủng tộc, quốc gia, sư môn, lý niệm, mọi người đều có nhiều điểm chung lẫn điểm riêng như vậy, cho nên có thể phân chia thành vô số phe phái. Ta có thể cắt một phần phức tạp của bản thân, đặt mình vào trong nhiều phe phái khác nhau, trở thành một loại người nào đó trong mắt mọi người ta cũng có thể làm như người thiên ngoại rũ rạch mọi quan hệ với bọn họ như lời ngươi nói cho nên ta nghĩ có lẽ những thứ này cũng không thể trở thành lý do ít nhất không phải lý do của ta cho nên lý do của ngươi là tật hỏa dục tú nói Khương vọng đáp ta chỉ không hy vọng ngươi làm như vậy không hy vọng nhìn thấy nhiều người gặp tai ách như vậy cho nên ta lựa chọn ngăn cản ngươi hắn nghiêm túc giải thích với tật hỏa dục tú như thể không hề xem đối phương là hóa thân của ý chí thế giới, mà xem nàng ta như một đứa trẻ 8-9 tuổi bình thường, nếu nhất định phải giải thích gì đó về sự không hy vọng, này, người có thể hiểu là vì thiện lương, thương hại, làm màu lấy tiếng, lo chuyện bao đồng. Không sao, nói gì thì cũng không ảnh hưởng tới việc ta, muốn, hay, không muốn. Có lẽ là ta hiểu rồi. Tật hỏa dục tú nói, đây chính là ngươi. Khương vọng nói, đây chính là ta. Thân là cây bồ đề, tâm là đài minh kính. Vốn chẳng phải thứ gì, làm sao dính bụi trần, cho nên không cần, lau dọn, hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trong sự yên tĩnh này, vua trúc thánh hỏa bộ còn đang nhảy múa, dáng múa vô cùng kỳ dị lại trở nên nồi bật. Hoặc nói cách khác, ban đầu hắn ta bị phớt lờ một cách khó hiểu, tới bây giờ mới hiện ra một cách khó hiểu. Sự khó hiểu này, trùng hợp lại là sự thay đổi quyền hành thế giới. Sáng thế chi thư tượng trưng cho quyền hành thế giới đã bị Khương Vọng dùng thần niệm và chân nguyên hỏa giới tạm thời phong án. Cho nên tồn tại điều khiển thế giới này cũng vì vậy mà mắc đi ảnh hưởng. Phóng nhãn khắp lịch sử phù lục, tồn tại thực sự có thể xưng là người nằm giữ quyền hành thế giới, ngoại trừ tật hỏa dục tú thì chỉ có kẻ mượn sát khánh vương kia an biến hóa của tên vu trúc đang nhảy múa kia cho thấy nàng ta vẫn đang ảnh hưởng tới thế giới này bằng một phương thức nào đói khánh vương dù chết, họa lớn chưa tiêu. Khương Vọng vẫn luôn duy trì cảnh giác, lúc này lập tức thả ra thanh văn tiên vực, bốn phía tìm địch. Màn trời màu đồng tuyết bay lả tả, mỗi một bông tuyết đều là một chiếc gương, khiến tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng một cách dị thường. Nhưng Lý Phượng Nghiêu người mang sương tâm đã lập tức mở ra hoàn cảnh chiến đấu, đưa ra chiến thuật phối hợp. Đại tướng quân Khánh Hỏa Bộ, Khánh Hỏa Nguyên Thần, sau một hồi hoang mang, lúc này mới như tỉnh lại từ giấc mộng, đột nhiên nhìn về phía vu chúc bộ tộc mình, cánh tay còn lại rút đao chỉ về phía hắn ta, rơi lệ hô to, di mệnh của vương thượng, bất luận thời điểm nào, nguyên nhân nào, một khi ngài bỏ mình, phàm là tộc nhân khánh hỏa bộ, phải lập tức giết khánh hỏa quan văn. Hắn mới là kết quả của kẻ diệt thế Giáng sinh nhân tộc, là hóa thân nhân tộc thực sự của nàng ta. Lâm thân và Giáng sinh, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Khánh vương bị tùy tiện thao túng kia đã thấy được, kẻ diệt thế, thực sự, cái tên Khánh Hỏa Quang Văn học thuật không đến nơi đến chốn, thường xuyên múa sai kia mới là tồn tại Giáng sinh nhân tộc thực sự giống như tật hỏa dục tú, mọi người ở đây đều kinh hãi trước cả kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Khương Vọng là vung kiếm chém tới. Ti kiếm bay nhanh trên không trung, dùng dập truy đuổi, như một giải cầu vòng, quá nhanh. Gần như là khi cảm xúc kinh ngạc vừa nổi lên thì Liên Ngọc Thiền đã nhìn thấy ánh kiếm của Khương Vọng. Khánh Hỏa Quang Văn mở rộng áo tràn tế của mình, như một con dơi sải rộng đôi cánh luồn lách linh hoạt giữa không trung tránh được ánh kiếm tới tấp của khương vọng khương vô tà hy mệnh tịnh lễ nhanh chóng vây tới hắn ta có thể tránh được một kiếm của khương vọng đó chính là đáp án di mệnh của khánh vương quả nhiên chính xác chỉ là bởi vì thực lực của khánh hỏa nguyên thần không đủ lại bị phụ lục hạn chế căn bản không thể phá vỡ sự ảnh hưởng của bản nguyên thế giới đã phớt lờ khánh hỏa quan văn theo bản năng cho nên mới không thể công bố ra ngay từ đầu vô chút khánh hỏa bộ bị ép bỏ dở tể vũ cho nên tâm trạng không được tốt lắm giọng điệu ác liệt đúng là quá xem thường khánh hỏa hành rồi đám sâu bọ vô dụng các ngươi ngoài thân thể nàng ta dây lên ngọn lửa màu đen ánh lửa bật bùng chiếu vào hư không như có bóng quỷ đang dương nanh múa vuốt không hay rồi lúc này tật hỏa dục tú như sực nhớ ra điều gì hốt hoảng nói ban nãy nàng ta nhảy tế vũ diệt thế nếu điệu nhảy này hoàn thành, nàng ta sẽ dẫn tới sức mạnh diệt thế. Nhanh giết thân này, gián đoạn tiến trình của nàng ta. Trong lịch sử phù lục có rất nhiều tế vũ, chúc ca đã bị thất truyền, cũng chỉ có tật hỏa dục tú hiện thân của ý chí thế giới mới có thể nhận biết tất cả. Nhưng, muộn rồi. Trước sự tấn công của một đám cường giả thần lâm, Khánh Hỏa Quang Văn trực tiếp đánh nát không gian quanh người, thả người xuống giữa những mảnh vỡ không gian tán loạn, đôi hài vỡ nát chân trần đáp xuống mặt đất nơi hắn ta đặt chân chính là phế tích tật hỏa cung giẫm một cái tiếp tục truyền thừa và hủy diệt dùng thân này tiếp tục một chương cuối cùng âm lấy điểm đặt chân của khánh hỏa quan văn làm trung tâm trăm trượng xung quanh đồng loạt sụp đổ không dùng từ sụp đổ để diễn tả cũng không chính xác nó không chỉ là đất đã vỡ nát đánh xuyên lớp đất tạo ra hang động mà tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi này đều bị U Thiên phân giải, bóng tối mênh mông không ngừng tuôn trào ra ngoài kia chính là U Thiên sông lên mặt đất sau lưng khánh hỏa quan văn mang mặt nạ khoa trương chính là một tồn tại kinh khủng được dệt thành từ bóng tối vô biên. Thiên Xu đã lâu không thấy ngửa mặt lên trời gào the thông biết có phải ảo giác hay không, sao Thiên Xu treo trên bầu trời như cũng bị đầy đi rất xa hình tượng của nó dữ tận đáng sợ như vậy, từng bị khắc lên vách đá trên núi Thánh Thú rõ ràng đã từng sống ở thế giới này đã từng thống trị thế giới này lại bị kẻ diệt thế tự tay xóa sổ trở thành ác quỷ bước quan trọng nhất để nàng ta lấy lại sức mạnh vĩ đại ác quỷ thiên đạo kẻ mà khánh vương gọi là diệt thế giả kẻ xâm lược mà tác hỏa dục tú biết tồn tại khủng bố an núp trong lịch sử ở thế giới phù lục mà mấy người khương vọng đã nhìn thấy vào giờ phút này cuối cùng cũng sử dụng sự ra đời của một tôn ác quỷ thiên đạo để bắt đầu thể hiện lại đoạn lịch sử trống rỗng mà nàng ta đã xóa đi. Bỏ qua sức ảnh hưởng của hệ thống vương quyền, khánh hỏa quan văn, người được coi là diệt thế giả Giáng sinh, chắc chắn vượt xa khánh hỏa hành, người được diệt thế giả chiếm lấy thân thể. Sự khác biệt này gần như là sự khác biệt giữa bản khu và khôi lỗi. Sở dĩ họ có thể ở cùng một cấp độ lực lượng, chỉ là bởi vì những hạn chế của thế giới phù lục nằm ở chỗ này, mà không phải là do khả năng nắm giữ lực lượng cực hạn của hai cổ thân thể này là như nhau làm tôn ác quỷ thiên đạo này lại căn bản không bị hạn chế đây là mô hình thu nhỏ của thời đại đã qua trong thế giới phù lục và không bị ảnh hưởng bởi thời đại hiện tại vì quá khứ là thứ đã qua đi quá khứ không thể thay đổi được đối với việc thế giả kẻ đang thao túng lịch sử của thế giới phù lục mà nói lực lượng không bị giới hạn đạt được bằng cách hiến tế toàn bộ ác quỷ tộc có ý nghĩa như thế nào ý nghĩa là cực hạn của toàn bộ thế giới phù lục, những gì có thể nghĩ tới thì chắc chắn có thể lấy được. Cho dù là vị Khánh Vương đã tập hợp được mấy triệu binh sát, khi đứng trước tôn ác quỷ thiên đạo này, cũng lộ ra vẻ yếu đuối, vì thế Khương Vọng ngay lập tức đạp mây mà đi, đồng thời thu thập chân nguyên hỏa giới, vung thần niệm chỉ tuyến như vung sợi, trong khi di chuyển bước chân với tốc độ cực nhanh, hắn nhanh chóng ném cuốn sáng thế chi thư vừa dày vừa nặng vào trong ngực của tác hỏa dục tú. Trước đây bọn họ dương cung bạc kiếm với nhau là thật, nhưng đó lại là một cuộc đàm phán thảo luận xem bọn họ nên đi về hướng nào nếu giành được thắng lợi cuối cùng. Khương Vọng bày tỏ hắn muốn tạm thời phong án sáng thế chi thư, chế ước thế giới ý chí đã có tự ngã, tự tư. Tật hỏa dục tú chưa nói bản thân có đồng ý hay không. Trong khi giằng co, những biến hóa đã phát sinh. Bọn họ chỉ có thể liên thủ trước, trước tiên phải giành thắng lợi thêm một làng nữa nhưng muốn giành được thắng lợi vào lúc này khó khăn biết bao nhiêu, cho dù hí mệnh lập tức mở khóa cơ quan trên xe lăn, Khương Vọng bóc mở phong ấn triều thiên khuyết màu vàng kim, tật hỏa dục tú nhanh chóng lấy được sáng thế chi thư, nhưng cuốn sách này, nàng ta lại không thể lật được một trang nào, toàn thân thánh hỏa quan văn được bao phủ bên trong ngọn lửa đen nhánh, giọng nói trở nên khàn khàn âm u, ta là người phân chia thời đại của thế giới này. Trong thời đại nhân tộc của hiện tại, ta và ngươi phân chia quyền lực ở thời đại ác quỷ trong quá khứ ta là người nắm giữ tất cả quyền lực trong thời đại linh tộc ở tương lai ta đã trải nền móng trong một khoảng thời gian dài và ta vẫn sẽ là người chiến thắng cả quá khứ và tương lai đều không có ngươi ngươi lấy gì để tranh giành với ta đây vào giờ phút này tật hỏa dục tú người đang nắm giữ sáng thế chi thư trong tay người có thể điều động lực lượng của cả phương thế giới này một cách không có giới hạn có thể nói là tồn tại cường đại nhất ở phe bên này nhưng nàng ta lại bị tôn ác quỷ thiên đạo kia định trụ chỉ trong một ánh mắt ác quỷ đã từng nắm quyền khống chế toàn bộ phương thế giới này đã dùng ác quỷ thiên đạo luyện hóa từ toàn bộ ác quỷ tộc để tiến gần vô cùng vô hạn tới lực lượng cực hạn của thế giới này không chỉ là cấp độ thánh linh mà hệ thống đồ đằng không thể đột phá mà còn đạt tới diễn đạo truy tìm lại đỉnh phong cường đại mà nàng ta đã từng có mặc dù mấy người khương vọng đã bộc phát tài hoa ở mức độ cực hạn sử dụng dũng khí và sự nỗ lực đến kinh người để đánh nát vương quyền đồ đằng xóa sổ khánh vương người mà nàng ta nhập thân vào nhưng vẫn là câu nói ban đầu kia người có tư cách trở thành đối thủ của nàng ta từ trước đến nay chưa bao giờ phải là những người trẻ tuổi này đối thủ của nàng ta ở trên cao khung cũng ở nơi sâu nhất trong hồ nhai cam trước đây chính nàng ta là người thống ngự binh sát dùng huyết khí lan yên đụng độ thiên bác để trần áp khắc hoạt như thị bác. Khi đối mặt với sự khiêu chiến từ mấy người khương vọng, tinh lực chủ yếu của nàng ta vẫn nằm ở chỗ đó. Về phần sự tồn tại ở nơi sâu nhất trong hồ nhai cam, nàng ta đã trấn áp nó từ khi chiếm được ưu thế từ thời đại ác quỷ cho đến tận ngày nay. Nhưng cho đến tận giờ phút này, nàng ta cũng chưa bao giờ dám xem thường nó. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, chưa có một khắc dám buông lỏng. Đó là lý do tại sao nàng ta lại tiết rẻ lực lượng đến như thế. Phần tiết rẻ này là vì đối thủ vĩ đại kia, chứ không phải là vì những đứa nhóc đáng yêu này. Tật Hỏa Dục Tú có thể coi là nửa đối thủ, chỉ là bởi vì nàng ta cũng hưởng phúc lộc với thế giới này nên không thể xóa bỏ hoàn toàn mà thôi. Thay vì nói rằng lần trước nhập vào thân thánh hỏa hành sử dụng vương quyền để hành sự là một trận ti thí, thì nên nói đó chỉ là một trò chơi để kiểm chứng chất lượng của các thiên kiêu là một phương tiện nhỏ để mang lại sinh cơ cho thế giới này. Kết quả của trò chơi thực ra không quan trọng. Tất nhiên, nàng ta cũng đã thu được những kinh hỉ ngoài ý muốn, đám người trẻ tuổi này liên tục mang đến cho nàng ta những điều bất ngờ, nhưng điều kinh hỉ ngoài ý muốn nhất chính là những điều bất ngờ này cuối cùng sẽ dẫn đến một cái kết tốt đẹp hơn. Chính sự phản kháng của những con người này và sự gia nhập của những hiện thế thiên kiêu này mới khiến cho số mệnh của những nhân tộc ở thế giới phù lục khuấy lên thành một cơn bão tố, từ đó khuấy động thêm lực lượng sáng chói, thêm sinh cơ hào hùng, và cuối cùng, nó sẽ chắc chắn sẽ mang lại cho nàng ta một thu hoạch càng trọn vẹn hơn. Nếu như dòng sông vận mệnh của nhân tộc ở thế giới phù lục chỉ là một đầm nước động, mọi người bị vương quyền trói buộc, tự như heo chó chết lặng bước lên bàn ăn, nàng ta cũng chỉ có thể như thực chư cầu, đạt được những hồi báo cơ bản, chỉ khi dòng sông vận mệnh của nhân tộc ở thế giới phù lục dân trào chảy xiết như hiện tại, thì sau khi hiến tế, mới có cơ hội thành tựu nhân thân tu la trong lý tưởng. Dùng ác quỷ thiên đạo làm hồn phách, dùng nhân thân tu la làm thể phách, thì cuối cùng mới có thể thành tựu được đạo khu hoàng mỹ mà nàng ta vẫn hằng mong đợi. Mới giúp cho nàng ta thực sự khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí còn có thể vượt qua cả đỉnh cao lực lúc giáng lâm xuống thế giới phù lục cho đến tận bây giờ, nàng ta chưa từng gặp phải thất bại thực sự nào. Tình huống nguy hiểm nhất cũng chính là giai đoạn giằng co trong thời kỳ đầu, sự yếu đuối và đau khổ lúc đó đã kết thúc cùng với sự kết thúc của thời đại ác quỷ. Hơn một nghìn năm trước, khắc hoạt như thị bác đã giáng lâm xuống thế giới phù lục, rơi xuống hồ nhai cam. Nàng ta khẩn cấp tiến về phía trước, chiến đấu với cả hai phe, nhưng vì cố kỳ sẽ ảnh hưởng đến hiện thực nên nàng ta không thể giành được lợi thế, đành phải đánh hồ nhai cam thành nhai cam thiên khanh. Năm tiếp theo, dưới sự thúc đẩy của tồn tại đáng sợ ở dưới đáy hồ nhai cam, khắc hoạt như thị bác đã tập kích núi thánh thú, trong trận chiến có lẽ là khốc liệt nhát trong lịch sử thế giới phù lục, khắc hoạt như thị bác đã kích phá sáng thế chi thư, phá hủy quyền lực của nàng ta, khiến cho các trang sách của sáng thế chi thư tán lạc ở khắp nơi trên thế giới phù lục. Mà nàng ta trước tiên buông bỏ sau đó thu lấy, lật tay trần áp khắc hoạt như thị bác thuận thế bắt đầu thu lưới bố cục nàng ta đã bày ra ở nhân tộc ở thế giới phù lục lại, đợi đến khi Ngao Quỳ quay lại hơn một nghìn năm sau, thì cũng vừa lúc thu quan một cách hoàn mỹ, nhất đắc vĩnh đắc một lần đạt được là vĩnh viễn đạt được quến không cần phải đồng thời cùng trấn áp khắc hoạt như thị bác và cả tồn tại dưới đáy hồ nhai cam kia, thì nàng ta đâu cần triệu hồi ác quỷ thiên đạo ra bây giờ, ác quỷ thiên đạo thân là u ảnh, vô quan vô sắc. U ảnh này đã từng xuất hiện khi Liên Ngọc Thiền và Tật Hỏa Dục Tú Câu Thông, khi Khánh Vương và Khánh Hỏa Nguyên Thần Mật Đàm, và cũng xuất hiện ở rất nhiều ngóc ngách trong lịch sử của thế giới phù lục. Ác quỷ chưa bao giờ rời đi, mà chỉ tồn tại với một phương thức càng vĩ đại hơn. Các cạnh của u ảnh vạn vẹo và kéo dài vô hạn, thể hiện sự khủng bố đến vô tận, xâm chiếm bao trời màu đồng ở phía trên và nối liền với u thiên vô biên ở phía dưới nó dựa như một cánh cửa ngầm cắt đứt toàn bộ thế giới phù lục trước cái bóng khổng lồ này khánh hỏa quan văn chân trần cũng tựa như một cái chấm đen dàn dần không còn nhìn thấy nữa hàng trăm vạn đại quân đều trở nên bàng hoàng toàn bộ thế giới phù lục không ai là không thấy cái bóng khổng lồ này không ai là không kinh hãi một tay lý phượng nghiêu nắm lấy binh sát dơ cao chiến kỳ tuần hành trên núi non trùng điệp muốn sống thì tuân theo chiến kỳ của tai nàng hét lớn tất cả tộc trưởng các bộ tộc mau tuân theo mệnh lệnh của ta, trong thời điểm sinh tử này đừng có nói nhiều. Nghe lệnh chưa chắc đã sống nhưng chắc chắn sẽ không chết một cách vô ép cơ lờ ta là hậu duệ của đại tê hộ quốc tôi thành hao, ta dùng danh nghĩa thạch môn lý thị để hứa với các ngươi. Những người được đi cùng đến cúng bái bên trong thái miếu đại tê bao gồm khai quốc công thần cúng tế phụng thiên, phục quốc công thần cúng tế hộ quốc. Những người có thể thêm hai chữ hộ quốc vào danh tự, chính là những danh môn đệ nhát ở Đại Tè. Lời hứa này mang theo 10 phần sức nặng. Tịnh thủy bộ tịnh thủy thừa yên, khánh hỏa bộ khánh hỏa nguyên thần, xích lôi bộ xích lôi nghiêng là những người đầu tiên hưởng ứng. Nhất ứng trăm ứng, binh sát lại nổi lên, Lý Phương Nghiêu Dương Cao Chiến Kỳ, băng tâm kính chiếu, ra lệnh chuẩn xác cho từng thủ lãnh của từng bộ tộc, nhanh chóng điều động đại quân gần 3 triệu quân tập trung ở đây, đã vượt xa năng lực thống lĩnh quân đội của nàng, càng không phải là thứ mà tu vi thần lâm cảnh của nàng có thể đối phó được. Nàng cũng chỉ có thể chỉ huy một cách sơ sài và ủy thác quyền lực quân sự vô thời hạn, sử dụng đại quân của tịnh Thủy Bộ làm chủ lực. Tài nguyên binh lực đã bị lãng phí rất nhiều, nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lại ra lệnh, Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền, Lâm Tiện là phó tướng của ta, giúp ta thống lĩnh quân đội. Ba người này đều được đào tạo thành thiên kiêu của cả một quốc gia, đương nhiên sẽ có năng lực dụng binh ở một mức độ nhất định lúc này cả ba đều không nói nhiều tự nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy tuân lệnh tiến lên vào lúc này đối mặt với nỗi kinh hoàng do ác quỷ thiên đạo mang tới mọi người đều biết rằng tuyệt cảnh đang cận kề không ai sẵn sàng từ bỏ trong cuộc chiến này tật hỏa bộ đã bỏ ra tất cả mọi thứ từ cái chết của tộc nhân cho đến vô chút tật hỏa ngọc linh với tư cách là thủ lĩnh của tật hỏa bộ vẫn dũng cảm dơ thương, ý muốn khiêu chiến với tôn ác quỷ nối liền trời đất kia. Khương vô tà nhẹ nhàng đầy một cái, đẩy nàng ta về phía Lý Phượng Nghiêu, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ nói, đi giúp nàng đi. Mà bản thân lại đi ra từ phía sau Khương Vọng, tiến về phía trước một bước giày ống nâng lên, hồng lam hư tuyến văng khắp nơi chồng chéo lên nhau lại xuất hiện trên chiến trường. Giày ống hạ xuống, bản thân hắn ta đã xuất hiện phía trên bầu trời phía trên ta hỏa dục túi xi si xây người tựa thương tùng rung cành cây trường thương màu đỏ tươi diễm lệ cũng đột nhiên giáng xuống hắn ta không đi tìm khánh hỏa quan văn hay ác quỷ thiên đạo mà lại tìm tới tật hỏa dục tú nhưng mũi thương đương nhiên sẽ không chỉ vào tật hỏa dục tú mà chỉ vào cuốn sách bên trong lòng bàn tay của ta hỏa dục túi dục tú đừng hoảng hốt phụ thân tới rồi trong thời khắc này sáng thế chi thư mới chính là điểm mau chốt nhát phán đoán thì dễ nhưng lựa chọn thì lại vô cùng khó khăn có lẽ đưa ra lựa chọn cũng không hẳn là việc khó đối mặt với lực áp bức kinh khủng đến từ ác quỷ thiên đạo mà vẫn có thể bao quát toàn cục kiên quyết đưa ra lựa chọn chính xác đây đã thể hiện được tâm thái cường giả của hắn ta mái tóc dài bay lượn tựa như một dải lụa màu đen sẫm sau khi khương vô tà dùng tư thế mạnh mẽ nhảy lên trời cao một cự đỉnh màu đỏ chói tựa như mặt trời mọc ở đằng đông cứ thế dâng lên giữa màn trời u ám. Bên dưới cự đỉnh là ánh lửa hừng hực, bên trong cự đỉnh là quang ảnh vạn thiên không ngừng luân chuyển mảnh vỡ của núi sông. Quang ảnh kia là lịch sử của thế giới phù lục, núi sông kia là núi sông của thế giới phù lục. Khương vô tà xét nát khế ước vương quyền, trong khi vương quyền tan vỡ, hắn ta cũng không hề rảnh rỗi. Hắn ta dùng bá quốc đề thất chi tôn, âm thầm sử dụng hoàng quyền bí pháp, thu thập tất cả vương quyền vỡ nát kia lại và ném tất cả vào bên trong hồng trần thiên địa đỉnh này. Nung chảy lại khái niệm hư vô vỡ nát tan tành kia, biến nó thành quyền lực thực chất để hắn ta có thể khiêu động một bộ phận quy tắc của thế giới phù lục trong phút chốc, giúp tật hỏa dục tú có thể lật trang vào lúc này, giam cầm vô hình tựa như bị gõ nứt ra một khe hở, khi hồng loan thương rơi xuống, bàn tay lật sáng thế chi thư của tật hỏa dục tú cũng đồng thời dơ lên. Trong thời điểm như vậy, hí mệnh vẫn giữ vững sự bình tĩnh. Thay vì tập trung điều khiển những khôi lỗi đã định sẵn là vô dụng đó, hắn ta quyết định nhắm hai mắt lại. Hắn ta im lặng đứng lơ lửng giữa không trung. Bắt đầu từ 10 ngón tay của cả hai bàn tay, từng đạo từng đạo phù văn lần lượt sáng lên. Mỗi một vị trí trên cơ thể hắn ta cũng đều được khắc các phù văn thần bí, khiến cho bản thân hắn ta tựa như một chiếc đèn treo hình người, chiếu rọi màn đêm khiến nó sáng rọi tựa như ban ngày nhiệt độ cao đáng sợ sôi sục bên trong cơ thể hắn ta, không khí trắng xóa xung quanh bắt đầu bốc hơi, A-di-đà Phật. Lúc này tịnh lễ cũng động đậy, di chuyển dày vải, đứng ở trước mặt Khương Vọng. Tăng bào tung bay, kim quang vô biên, lúc này, hắn ta đối mặt trực diện với ác quỷ chống trời kia, tựa như một chút ánh sáng khảm ở bên trong bóng tối vô tận. Dù suy nhưng không diệt, dù yếu nhưng không ngủ đông. Nhưng một bàn tay đã đặt lên bả vai của hắn ta, đi đến bên cạnh hắn ta, xích mâu nhìn chầm chầm vào khánh hỏa quan văn, chỉ nói, tiểu sư huynh, đồng hành cùng ta. Đầu trọc sáng chói chiếu rọi mái tóc dài đen nhánh, kim quang ánh chiếu ánh lửa. Thiên địa rộng lớn, người đông nghìn nghịch. Tịnh lễ và khương vọng đi trước mặt tất cả mọi người, dẫn đầu lao về phía ác quỷ thiên đạo. Đây là một đòn tấn công quyết tử, là kiến càng không tự lượng sức mình, trong mắt khánh hỏa quan văn hoàn toàn không có gợn sóng những người trước mặt đều chỉ là kiến hôi. Và hai vị diễn đạo đến từ thiên ngoại, cũng chỉ là những con ruồi lớn hơn một chút mà thôi. Thời điểm này chính là thời điểm kết thúc, nàng ta có hơn 10.000 cách gie nghiền nát tất cả mọi thứ trước mặt. Nhưng nàng ta quyết định lựa chọn cách thức bình tĩnh nhát. Nàng ta nâng cánh tay thuộc về nhân thể khánh hỏa quan văn, và tôn ác quỷ thiên đạo nối liền trời đất kia cũng nâng bàn tay che trời phủ đất được dệt bằng lớp ánh sáng mờ ảo kia lên, giống như cả một mảnh bầu trời đang rơi xuống, không phải, giống như, nàng ta về cơ bản đã thực sự xét một mảnh bầu trời trong thế giới phù lục xuống, đè ép tất cả mọi thứ ở trên phương thế giới này một cách công bằng, đây mới là lực lượng chân chính của nàng ta, nàng ta đã thể hiện một lực lượng bác khả chiến bại. Trong thế giới này còn có loại tấn công nào có thể vượt qua nó đây? Đối mặt với thế công như vậy, loại sát pháp nào mà không được xem là đòn giãy dụa trước khi chết cơ chứ? cho dù ngươi sở hữu thần thông nào ở đạo pháp ở cấp độ nào có ý chí sắt đá ra sao sở hữu cả thiên quân vạn mã đi chăng nữa thì trời và đất vẫn bị xé ra rồi hợp lại các dãy núi các con sông và cả chúng sinh tất cả đều bị nghiền nát thành từng mảnh nhưng vào lúc này rào 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 với sự trợ giúp của hồng loan thương tật hỏa dục tú đã lật mở được cuốn sáng thế chi thư ra ánh sáng rực rỡ chói lóa chiếu xuyên qua cuốn sách và bay thẳng lên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ màu trắng vĩ đại đại biểu cho lực lượng của thế giới phù lục trong thời địa này thấm nhuần lòng dũng cảm vô song và niềm hy vọng của hàng trăm triệu sinh linh, tựa như thiên trụ, chống đỡ lấy, mảnh bầu trời, đang rơi xuống kia, hoành, lúc này Lý Phượng Nghiêu huy động một lượng khí huyết khổng lồ, sử dụng bí pháp binh đạo kết thành một cục khí huyết lang yên, cố gắng giúp đỡ chống giữ bầu trời bác kể hao tổn muốn giành được đầy đủ không gian cho người khác tấn công trước khi mảnh trời kia rơi xuống. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên trụ, đại biểu cho sáng thế chi thư kia đã lặng lẽ sụp đổ, thậm chí còn không thể chống đỡ được một tức, cây trụ khí huyết lan yên hình thành sau đó, cũng gần như vừa chạm đã sụp đổ. Hàng ngàn chiến sĩ phù lục ngã xuống đất không dậy nổi, quá trình hủy diệt thế giới vẫn đang tiếp tục, và tồn tại, diệt thế giả, kia, cũng đang thu hoạch được vô số thứ từ trong đó hàng trăm triệu hoa màu được gieo trồng vào mùa xuân, nhưng lại chỉ thu hoạch được một ít vào mùa thu, lực lượng của ác quỷ thiên đạo đã vượt qua cực hạn của thế giới này. Khi ngày càng nhiều nhân tộc của thế giới phù lục bị hiến tế, thì nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không thể cứu vãn, khánh hỏa quan văn án tay xuống. Mảnh bầu trời này cũng kiên quyết rơi xuống, đám mây đen tuyệt vọng, có lẽ còn cao hơn cả u ảnh của ác quỷ đang đứng trước mặt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng rồng ngâm một tiếng thét kéo dài, tựa như con chim được giải thoát khỏi lồng giam trong một thời gian dài, như dùng một cú đá lật đổ gánh nặng của cả vạn quân, Khương Vọng cau mày lại, tiếng này lại quen tai đến thế, tiếng trồng ngâm này không phải ở trong thanh thiên, không phải ở trong u thiên, cũng không phải ở trong thiên địa, mà lại ở bên trong thân thể của tôn ác quỷ thiên đạo kinh khủng kia anh Khương Vọng cũng phải khai mở một tiên nhân, thúc giục càng dương xích đồng, thì mới có thể nhìn thấy bên trong thân thể ác quỷ thiên đạo đi ra từ u thiên, nối liền với thanh thiên, bên trong u ảnh to lớn kia, có một con rồng cũng do u ảnh kết tụ thành. Vạn trượng thần long bơi lội ở bên trong, ngao quy, không nên nói là thần long, mà phải nói là quỷ long, lúc này Khương Vọng đã hiểu ra mọi chuyện. Trước đây Ngao Quy tranh giành ngôi vị với Thái Vĩnh ở Thương Hải, tuy thua nhưng lão ta vẫn có thể đánh cắp khắc hoạt như thị bác, thành công trốn vào vũ trụ khi tranh giành vị trí tinh quân với quan diễn bên trong sâm hải nguyên giới, tuy thua nhưng cũng chỉ thua có nửa bước. Lão ta bị trấn áp bên dưới đế của Ngọc Hành Tinh lâu, bị rút đi lực lượng hết lần này đến lần khác, trong tình huống thân thể suy yếu đến mức cực độ và túc chủ khương vọng cũng cực kỳ cảnh giác, lão ta vẫn có thể tìm được cơ hội thoát thân trong gan tác, một tồn tại như vậy, há có thể kinh thường, phù lục đang lâm nguy, bởi vì quyền lực bên trong khác hoạt như thị bác mà lão ta cất giấu ở đây, đã bị chiếm đoạt từ lâu Cũng chỉ nhờ vào việc lão ta ở cùng tông phái với thiên Phật Có được sự ủng hộ của linh tính của khắc hoạt như thị bác Thì mới có thể chống lại được một chút Lão ta đương nhiên biết rõ lịch sử của thế giới phù lục nhiều hơn Khương Vọng Đương nhiên cũng phát hiện ra vấn đề sớm hơn Khương Vọng Cho nên ngay từ ban đầu Lão ta đã chuẩn bị tất cả các phương án cần thiết Việc xuất hiện trước mặt Khương Vọng Sau đó liên tiếp phạm phải sai lầm Bị sức mạnh của vương đạo nghiền ác thực sự chính là tất cả những cố gắng mà lão ta có thể làm được ở bề mặt bên ngoài, như vậy thì mới có thể lừa gạt Khương Vọng, cũng có thể lừa gạt cả tồn tại kinh khủng đang nếp ở bên trong lịch sử phù lục kia. Vỡ kịch, trời vong ta cũng vong rất phù hợp với cái kết của một người anh hùng. Nhưng mục đích thực sự của việc lão ta tàn sát hàng triệu dân ở tật hỏa bộ, lại nằm ở những ác quỷ đang an núp bên trong địa quật u ám kia những ác quỷ đã bị bạch ngọc hà phát hiện từ khá sớm và cũng dễ dàng bị tịnh lễ trấn áp rõ ràng là những ác chủ bài quá yếu chắc chắn không đủ khả năng để làm phương tiện để lật ngược tình thế bởi vì ý nghĩa thực sự của bọn chúng thực sự không nằm ở khoảnh khắc đó cũng không nằm trong cuộc đối đầu giữa ngao quỳ và khương vọng bây giờ thân là diệt thế giả khánh hỏa quan văn nói rằng y khinh thường khương vọng nhưng thật ra từ trước đến nay đều không phải bởi vì hiểu cho nên sẽ không, chính bởi vì y tin rằng khi Khương Vọng có thể chiếm được ưu thế, hắn sẽ đánh bại y mà không để lại cho y bất cứ cơ hội phản kháng nào, vì thế y mới dốc hết mọi sự cố gắng vào thế cục ở bề mặt nổi kia, nhờ thế mà ván này mới có thể chân thực đến mức đó, trong thời đại hiện nay, đã không còn ác quỷ nào còn tồn tại ở thế giới phù lục. Nhưng bên trong lịch sử của thế giới phù lục, đã từng có một thời đại mà ác quỷ thống trị thế giới. Những ác quỷ và lực lượng của những ác quỷ kia đã đi đâu rồi? Lúc đó Khương Vọng chưa hề nghĩ đến việc tìm ra đáp án. Nhưng Ngao Quy Lão ta đã nghĩ tới rồi, nuôi dưỡng ra ác quỷ ở trong thời đại không có ác quỷ, vậy Lão ta chính là sáng tạo giả bắt đầu thời đại ác quỷ trong giai đoạn hiện nay. Sau khi lấp đầy những chỗ trống trong lịch sử và thực sự nắm giữ được căn bản của ác quỷ, Lão ta mới có thể hóa thân thành quỷ long bên trong U Thiên, chỉ khi đó lão mới có thể có khả năng tranh đoạt quyền lực với sự tồn tại đáng sợ bên trong ác quỷ thiên đạo này. Tất cả ác quỷ ở phù lục đều quy về ác quỷ thiên đạo, vì vậy lão ta cũng là một phần của ác quỷ thiên đạo. Khi ác quỷ thiên đạo hiển hóa, bản thân lão ta cũng ở trong đó. Trước thì có đám người khương vọng đuổi cùng không buông, sử dụng lực lượng của nhân tộc ở phù lục vây khốn lão ta, sau thì lại có tồn tại kinh khủng đang áp chế khắc hoạt như thị bác đang nhìn chằm chằm. Đối với Ngao Quy mà nói, phần khoảng trống lịch sử của thế giới phù lục chính là nơi có sinh cơ duy nhất của lão ta. Lão ta an náu bên ngoài lịch sử, biến mất dần dần cùng với những khoảng trống trong lịch sử, rồi sau đó lại xuất hiện cùng với lịch sử. Nếu chỉ dựa vào một mình Ngao Quy, thật ra thì cũng không thể thiết kế được một bố cục hoàng mỹ không có khuyết điểm được, bản thân lão ta cũng đang đánh một canh bạc lớn trong khi không còn lựa chọn nào khác. Điều thực sự khiến nước cờ này của lão ta thành công, chính là nằm ở tật hỏa dục tú, người được ý chí thế giới phù lục Giáng sinh nàng ta đã thua vô số lần trong những năm tháng qua, bản thân nàng ta là người hiểu rõ nhất về sự kinh khủng của kẻ được gọi là diệt thế giả kia. Khương vọng sẽ không liên thủ với Ngao Quỳ, nhưng nàng ta thì không. Nàng ta chỉ cần bảo vệ phương thế giới này và đánh đuổi những kẻ xâm lược, vì thế nàng ta sẽ bác chấp tất cả việc ngao quy tàn sát hàng triệu dân số không hề ảnh hưởng gì đến nàng ta ngược lại nàng ta lại vô cùng hoan nghênh hành động này trong trận chiến trước đó với ngao quỳ khương vọng đã từng bước ép sát tật hỏa dục tú cũng rất tích cực hỗ trợ và tham gia vào trận chiến trong quá trình hỗ trợ nàng ta cũng vừa khéo chủ động đánh xuyên địa quật khiến ác quỷ rơi vào ưu thiên nàng ta đã nhìn thoáng qua kế hoạch của ngao quy im hơi lặng tiếng cứ thế thuận nước đầy thuyền thậm chí nàng ta còn sử dụng quy tắc của thế giới này để giúp che đậy nó. Cho nên mới có giờ phút này. Nàng ta đang tranh giành quyền lực của thế giới phụ lục với diệt thế giả, ngao quỳ thì tranh đoạt quyền lực ác quỷ thiên đạo với diệt thế giản gan quy là dạng tồn tại như thế nào, là hậu duệ của Thượng Cổ Long Hoàng, đã từng vô hạn tiến gần tới vị trí hoàng chủ, sở hữu nhãn giới tinh quân, đứng ở cấp độ đỉnh phong chân long. Lòng dạ lão ta cực kỳ sâu xa, cáo già xảo quyệt, sau khi lầy được ác quỷ bản nguyên, khôi phục lại toàn bộ lực lượng, lão ta chắc chắn mạnh hơn bất kỳ một ai trong đám người khương vọng kia. Cho lão ta nắm bắt được một cơ hội, lão ta đã ngay lập tức có thể khuấy động lên một sự hỗn loạn to lớn bên trong cơ thể của ác quỷ thiên đạo, khởi đầu một trận hung tranh lõa thực ác quỷ thiên đạo là một tồn tại có võ lực vô địch ở trong thế giới này, nhưng một khi quyền lực nội bộ bị lung lay, chắc chắn lực lượng không thể nào phát huy một cách tự nhiên được, tật hỏa dục tú cam sáng thế chi thư trong tay ngay lập tức hồi sinh thiên trụ chống đỡ bầu trời thêm một lần nữa sau khi trao tất cả mãnh vụn vương quyền cho tật hỏa dục tú khương vô tà một lần nữa đạp lên kinh vĩ nháy mắt đã tiến tới gần khánh hỏa quan văn hồng loan thương tựa như dây trói tình nhân nhất thức phượng điểm đầu khương vọng lại là một nhân vật đứng ở nơi nguy hiểm nhất trước ngọn núi lở đứng ở đỉnh của ngọn sóng thần đang gầm thép khi ác quỷ thiên đạo còn đang bắt khả chiến bại hắn đã lao tới trước tiên, vậy bây giờ khi nó đã để lộ ra một kẻ hở, hắn há có thể không đâm xuyên kiếm của mình qua tim có. Được, ánh sáng thần thông đổ xuống như thác nước, kiếm tiên nhân dẫm mây bước lên, hắn lướt qua khánh hỏa quan văn, một kiếm ngũ quan thập sắc, chém thẳng về phía vị trí mau chốt nhất, bất động nhất mà hắn đã, nghe được chân ngã đạo kiếm, phi ngã dự ngã giai phi ngã này giỏi nhất là chém thần, Ác quỷ thiên đạo là sự tập hợp lực lượng của hàng trăm triệu ác quỷ, hắn lại dùng một kiếm này, hỏi lần lượt từng con quỷ một, thế nào mới là, ngã. Nếu cho thanh kiếm này được phép thi triển, thực sự nguy hiểm không cách nào kể xiết, thân thể tịnh lễ phiêu giật trong không khí, lại được khương vọng mang theo bên mình, thân mình cứ thế chợt cao chợt tháp. Tay trái dựng thẳng tháp tiết án, trong lòng bàn tay trống rỗng, trừ ngón trỏ, bốn ngón tay còn lại đều hơi cong, ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập xuống theo hình tháp tiết ngón cái và ngón giữa đối diện nhau cách nhau một khoảng cách nhỏ ngón trỏ đứng thẳng như cây bút hướng trực tiếp về phía mi tâm của hắn ta tháp tiết án đã che hết toàn bộ tầm mắt của tịnh lễ nên hắn ta nhắm mắt lại hắn ta hoàn toàn giao vận mệnh của mình cho khương vọng điều khiển mà bản thân phật quang của hắn ta cũng chảy tới trên người khương vọng như dòng nước cũng giống như lưu hỏa chảy quanh người hắn nó cũng quấn quanh người khương vọng, sư huynh đệ phòng ngự nhát thể, liên thủ tấn công. Khi một kiếm kia của khương vọng rơi xuống, hắn ta sẽ ngay lập tức dẫn dắt nhân quả của những con ác quỷ bị một kiếm của khương vọng, hỏi tới kia nếu như ác quỷ thiên đạo truy tìm ngược lại từng con ác quỷ cụ thể một, thì ác quỷ thiên đạo cũng sẽ không còn tồn tại. Thanh âm huyên náo vang lên gần như cùng một lúc với tiếng kiếm minh phát ra từ thanh kiếm của Khương Vọng, sau đó hoàn toàn an núp bên trong tiếng kiếm minh đó là những con kiến đen dày đặc chẳng chịt tạo thành một cây cầu dài trong không trung chạm tới thân thể của ác quỷ thiên đạo lúc này khí mệnh cũng đã tới gần phù văn thấp người đã an đi nhưng làn bạch khí quanh người vẫn chưa hoàn toàn mắc hết hắn ta đạp lên cây cầu dài tạo bằng kiến đen một bước đã bước tới bờ bên kia những con kiến đen không ngừng bị u quan nuốt chửng nhưng chúng cũng không ngừng nuốt chửng u quan khí mệnh xòe rộng hai tay vô số sợi dây thép bằng phù văn sử dụng cơ quan phi tước làm móc câu lao thẳng về phía ác quỷ thiên đạo theo mọi hướng cơ quan phi tước bay nhanh như tia chớp cơ quan vừa phát ra tiếng thì chúng đã mang các sợi dây thép bằng phù văn che phủ hết cả bầu trời và mặt đất tựa như một tấm lưới đánh cá khổng lồ vây bắt lấy ác quỷ thiên đạo này ngoài ra còn lý phượng nghiêu với sự giúp đỡ của ba vị thiên kiêu đến từ ba quốc gia ở hiện thế và thủ lĩnh quân đội của các bộ tộc trong thế giới phù lục nàng đã miễn cưỡng điều động được đại quân tập hợp lực lượng binh sát và phát động một cuộc tấn công trăm đoạn thức cái gọi là trăm đoạn thức có nghĩa là trong tình huống không thể hoàn toàn nắm giữ quân đội trong tay chia nhỏ lực lượng binh sát chia ra cụ thể thành trăm đoạn dùng nó để tấn công liên tục vào kẻ địch đương nhiên dưới sự điều khiển của lý phượng kiêu đòn tấn công trăm đoạn thức này không phải là kiểu lặp đi lặp lại mà là hổ ứng và chồng chéo lên nhau có thể gây ra sức sát thương càng ngày càng lớn một tiếng rồng gầm thiên địa thay đổi. Khánh hỏa quan văn mới vừa rồi còn nắm trong tay ác quỷ thiên đạo cái thế vô địch, bây giờ đã lão đảo muốn ngã. Nàng ta phải thừa nhận rằng việc ngao quỳ biến đổi thành quỷ long vào giờ phút này đã vượt ra khỏi dự kiến của nàng ta, thậm chí còn nhảy khỏi thế cờ của nàng ta. Nàng ta phải thừa nhận rằng nàng ta đang cảm thấy nguy hiểm. Nàng ta đột nhiên vươn tay trái ra, nắm chặt lấy đầu thương màu đỏ tươi kia lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau rát nóng bỏng xương ngón tay không ngừng bị bẻ gãy nát vụn dưới hàng trăm ngàn đòn công kích phát ra chỉ trong một cái nháy mắt kia nhưng nàng ta như không cảm thấy gì cứ thế kéo theo đầu hồng loan thương và cả khương vô tà đứng sau cây thương đó chuyển một bước đã đưa ngang tới trước mặt hai người khương vọng và tịnh lễ tay phải của nàng ta nắm chặt thành quyền quyền vừa khéo chạm thẳng vào mũi kiếm của trường tương tư chặn đứng một thức chân ngã kiếm ý và nhân quả truy tố của khương vọng và tịnh lễ chặn chúng ở bên ngoài quyền này dù mũi kiếm đã xuyên thủng đỉnh quyền thậm chí vẫn còn tiến mạnh về phía trước sử dụng thân thể nhân tộc bị thế giới này hạn chế lại có tu vi ở cấp độ đồ đằng chi linh trong tình huống vừa phải bảo vệ ác quỷ thiên đạo vừa phải gắn gượng đối phó với đòn tấn công của khương vô tà khương vọng và tịnh lễ không nhiều người có thể hiểu được sự việc lần này đại biểu cho cảnh giới chiến đấu kinh khủng đến mức nào. So với phụ thân Khánh Hỏa Hành, Khánh Hỏa Quang Văn rõ ràng sinh ra đã có năng lực giải phóng nàng ta tốt hơn. Và trong khe hở mà nàng ta sáng tạo ra, ác quỷ thiên đạo được dệt từ U Quang bỗng nhiên mở ra một đôi mắt, đôi mắt kia là hai đóa diễm hoa màu U Lam, một đóa như hình trăng lưỡi liềm, một đóa lại tựa như mặt trời. Nó rất giống với hình ảnh trọng đồng dị tượng trong truyền thuyết, Nhật Nguyệt Tê Thiên, đóa diễm hoa hình mặt trăng kia bay ra ngoài, hóa thành một lưỡi diễm đao màu u lam, chỉ với một nhát chém những đường diễm tuyến màu u lam nhảy múa khắp bầu trời, bọn chúng đâu chỉ là những đường diễm tuyến. Chúng rõ ràng còn là những lưỡi đang hưng sợi dây thép phù văn chuẩn bị cuốn lấy thân thể ác quỷ thiên đạo đã bị chém đứt, còn những con kiến đen che phủ kín thân thể ác quỷ thiên đạo thì bị xé nhỏ thành từng mảnh nhỏ và rơi xuống như mưa ngay cả hí mệnh cũng bất ngờ không kịp đề phòng bị diễm tuyến tham thang ken 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 ken. Khương vọng kịp thời xoay người, một kiếm bay lượng thành hàng ngàn hàng vạn sợi kiếm ti, dùng mũi nhọn để chém mũi nhọn, cứ thế chém đúc tất cả diễm tuyến màu u lam. Bảo vệ hí mệnh một mạng. Còn một con mắt tựa như diễm hoa mặt trời của ác quỷ thiên đạo kia lại rơi vào trong cơ thể của chính ác quỷ thiên đạo, hóa thành một vị thần màu lam diễm không có gương mặt, Vương tay ra bắt lấy con quỷ long kia ạt trong nháy mắt, song phương đã giao tranh hàng trăm loại sát pháp, giết thành u quan cuồn cuồn, rõ ràng quỷ long ngao quy đã rơi vào thế hạ phong, trong trận chiến khốc liệt như vậy, ác quỷ thiên đạo vẫn duy trì được sự ổn định. Khánh hỏa quan vang dường như đã ổn định lại ác quỷ thiên đạo trong trận chém giết vừa rồi, đã thế lại còn có thể huy động được càng nhiều lực lượng, rời khỏi thân thể, hóa thành một thanh trường thương màu đen sẫm, cuốn lấy nguyên lực thiên địa, lần lượt đối phó với từng thế tấn công của đại quân do lý phượng nghiêu điều khiển ba đoạn năm đoạn mười đoạn trăm đoạn thế công nhanh chóng tích lũy mà nàng ta lại có thể ứng đối dễ dàng đến thế nàng ta quả thực quá cường đại quá kinh khủng thần thông đạo pháp kiếm thuật đao thuật thương thuật binh lược ý thức chiến đấu thậm chí còn cả sự lý giải về quy tắc của thế giới phàm là biểu hiện ra ngoài nàng ta đều đứng ở hàng ngũ tuyệt đỉnh không có bất kỳ khuyết điểm nào mặc dù bên trong có ngao quy tranh đoạt ác quỷ thiên đạo bên ngoài có tật hỏa dục tú tranh đoạt quyền lực thế giới nhưng nàng ta vẫn có thể khôi phục thế cục từng chút từng chút một không cho phép những người được gọi là thiên kiêu này có bất kỳ cơ hội nào thiên kiêu quả thực không được tính là thứ gì quá quan trọng cường giả nào mà không trưởng thành từ thiên kiêu cơ chứ người có thể phát huy hết tiềm lực của mình thì mới tính là có tiềm lực nhưng chính vào lúc này một tiếng gào thét vang lên đây là một tiếng gào thét cực kỳ hỗn loạn tàn bạo bạo ngược mang theo lực lượng vô cùng vô tận âm lượng của tiếng gào thét này không hề to lớn nhưng lại vang vọng trong tai của tất cả những người nghe bên trong toàn bộ thế giới phù lục này nó khiến cho người ta có cảm giác vô cùng xa xôi nhưng lại dường như quay đầu là có thể nhìn thấy nó không hề làm rung chuyển đất trời mà lại giống một tiếng thở dốc phức tạp hơn thân thể của khánh hỏa quan văn đột nhiên rung chuyển dữ dội ánh mắt đại biến khương vọng nàng ta bỗng nhiên mở miệng chúng ta phải nói chuyện một chút vào giờ phút này tứ đại thiên kiêu thần lâm bao gồm khương vọng hí mệnh tịnh lễ và khương vô tà không ngừng thi triển các phương pháp riêng của mình vây quanh khánh hỏa quan văn không ngừng tấn công nàng ta nếu không phải ác quỷ thiên đạo có thể thỉnh thoảng tiếp viện lực lượng và chỗ dựa thì cổ thân thể khánh hỏa quan văn này của nàng ta có lẽ đã sớm tử vong rồi không phải là do nàng ta không đủ cường đại, sát pháp không đủ tuyệt diệu, mà là do đứng trước bến người như thế này, cực hạn của đồ đằng chi linh đơn giản là không đủ dùng. Khương vọng xoay thân di chuyển, như chim xanh xuyên qua rừng xanh, không ngừng tạo ra thêm các vết thương trên cơ thể của Khánh Hỏa Quang Văn, hắn dùng tiếng kiếm minh để đáp lại, ta thực sự không biết giữa chúng ta có chuyện gì để nói. Ta đã có thể xóa sổ ngươi từ sớm, từ cái lần đầu tiên ngươi hạ xuống thế giới phù lục, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Khánh Hỏa Hành. Khánh Hỏa quan Văn nói, ngươi có biết tại sao ta lại không làm như thế không? Thanh âm của Khương Vọng lạnh lẽo như mũi kiếm, ngươi cũng đâu có giết người khác, ta cũng đâu có vô duyên vô cớ xóa bỏ một con kiến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một ân huệ à? Lúc này năm người hỗn chiến ở một chỗ, giết chóc không ngừng nghỉ, quang ảnh lần lượt đang xen vào nhau, gần như xoắn lại thành những sợi chỉ đầy màu sắc phàm là người phản ứng không đủ nhanh nhạy, đều không thể lưu lại trong một chiến trường như thế này. Bởi vì trên người ngươi có nhân đạo chi quan, Khánh Hỏa quan Văn bỗng nhiên tức cao giọng nói, ngươi có khả năng phát triển thành trụ cột nhân tộc của chúng ta. Khương Vọng trầm mặt, kiếm của hắn lại càng nhanh và càng mạnh mẽ hơn, ngươi đã đoán được ta là ai rồi đúng không? Trong giọng nói của Khánh Hỏa quan Văn an giấu sự cấp bách, đó là chuyện liên quan đến tương lai của nhân tộc, ngươi không thể giả bộ câm biết được, Khương vọng chém ra một tiếng xám cực kỳ ác liệt, ngươi ở chỗ này làm mưa làm gió, kéo dài hơi tàn, đồ bẩn chúng sinh, lăng nhục thế nhân. Tương lai của nhân tộc thì có liên quan gì tới ngươi, ta là ai? Ánh lửa đen như mực quấn quanh thân thể của Khánh Hỏa Quang Văn, giọng nói của nàng ta cực kỳ tức giận, sao ngươi dám nói tương lai của nhân tộc không có liên quan gì đến ta? Trừ khi ngươi chưa từng đọc sử, chưa từng biết chữ, trừ khi ngươi không phải nhân tộc Khương Vọng đè nén tâm tình kích động của mình lại, thanh âm trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, ta càng ngày càng chắc chắn ngươi là vô hán công, cũng càng ngày càng chắc chắn ngươi không phải là vô hán công. Một người trầm mặc như lâm tiện, lúc này cũng bỗng nhiên quay đầu lại. Vô hán công, cái tên gia hỏa cực kỳ tà ác, cực kỳ tàn nhẫn, cường đại nhưng lại đáng khinh này, lại là vô hán công chân chính hay sao? Là truyền kỳ của nhân tộc, một trong bác đại hiền thần thời viễn cổ hay sao, cái này đúng là khiến người ta cảm thấy quá kinh ngạc, cũng khiến người ta cảm thấy quá thất vọng, ngược lại, khánh hỏa quan văn lại cực kỳ kích động, nhất thời đẩy lui thế công của tất cả mọi người quay trở về, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không phải vô hán công. Vô hán công đã chết rồi, Khương Vọng dùng lôi âm phản kích lại, vị vĩ đại tiên hiền của nhân tộc, đã chết trận ở thời đại thượng cổ rồi. Đúng. Ta đã chết rồi chết nhập vào trong sử sách, chết một cách hoàn toàn triệt để. Một người giống như ta, cả đời cống hiến cho nhân tộc, sống cũng giao hết, chết cũng giao hết, đáng lẽ nên được coi như một bộ xương khô trong mộ, nên để cho các ngươi mãi mãi hoài niệm, khánh hỏa quan văn nghiêm nghị gào thét, thế nên một chút thịt vụn, một luồng tàn hồn của vô hán công cũng không thể là vô hán công, phải không, vãng sinh hậu bối, người trẻ tuổi ở thời đại mới của ta. Thân là thầy của hàng vạn người nhân tộc, Đương nhiên vô hán công có tư cách nói rằng bản thân đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân tộc. Tất nhiên, không một hậu sinh vãn bối chúng sinh nào có tư cách nói rằng tương lai của nhân tộc không liên quan gì đến nàng ta cả. Nhưng người đứng trước mắt này thực sự là vô hán công hay sao, cho dù nàng ta thực sự là một chút thịt vụn, một luồng tàn hồn của vô hán công biến thành, liệu nàng ta vẫn có thể được coi là vô hán công không, đúng là có quá nhiều đầu mối để chứng minh điều đó ví dụ như khánh hỏa quan văn đã thể hiện ra kiến thức uyên bác và năng lực toàn diện trên toàn phương vị nàng ta có thể sử dụng linh hoạt nhân thể ở cấp độ đồ đằng chi linh để đối phó với các cuộc tấn công của thiên kiêu đến từ các tộc bao gồm khương vọng tịnh lễ hí mệnh khương vô tà sử dụng sát pháp để đối phó với sát pháp dùng thương thuật dê ứng đối với thương thuật những điều này có lẽ cũng có thể không tính là gì nhưng nàng ta lại có thể tạo ra cả một ác quỷ tộc Phù Lục nhân tộc, thậm chí là cả một đồ đằng linh tộc theo kế hoạch, nàng ta còn có thể tạo ra một hệ thống tu hành đồ đẳng hoàn chỉnh, lại còn xây dựng được một hệ thống vương quyền đại diện cho trật tự hiện tại của vùng đất Phù Lục. Và sáng tạo ra cả một sáng thế chi thư thay thế cho sự vận hành của thiên đạo, đừng nói là thế giới Phù Lục, cho dù có giỏi mắt nhìn khắp lịch sử nhân tộc ở hiện thế, cũng tuyệt đối không có nhiều tồn tại có thể làm được điều này và Vô Hán Công, người đã thành tựu vạn pháp nguyên lưu Hiển nhiên là tồn tại đầu tiên được nghĩ tới. Ví dụ như là dù nàng ta có kiến thức sâu rộng đến như vậy, nhưng nàng ta lại không biết ở hiện thế có Tề Quốc, rõ ràng nàng ta xuất thân ở thời đại trước khi đạo lịch xuất hiện. Ví dụ như là trọng đồng Nhật Nguyệt Tê Thiên mà Ác Quỷ Thiên Đạo thể hiện ra vừa rồi. Chính là đôi mắt trong truyền thuyết của Vô Hán Công, nhưng chính xác thì điều gì được dùng để chứng minh sự tồn tại của một con người, dù người trước mặt có cường đại đến mức nào cho dù nàng ta có giống với Vô Hán Công trong lịch sử đến đâu, nhưng những người đến từ hiện thế như Khương vọng, Tịnh Lễ, cũng khó có thể đánh đồng nàng ta với nhân vật huyền thoại trong lịch sử kia được. Vô Hán Công là ai? Ở thời đại viễn cổ, ngài đã lấy được cái danh hiền, được liệt vào một trong bát đại hiền thần. Ngài khai sáng ra vô số pháp môn tu hành, trở thành nguồn gốc của vạn pháp, thành thầy của vạn tông. Ngay cả nho tổ, pháp tổ cũng từng được ngài dạy dỗ ở thời đại thượng của ngài lại đứng lên đại chiến với ma tổ, lúc này ngài mới bất hạnh tử vong, trở thành lịch sử. Trong suốt cuộc đời mình, có thể nói ngài đã cống hiến tất cả nhân sinh của bản thân cho nhân tộc cho tận đến khi chết đi. Điều có thể sánh với hai từ vi đại, không chỉ là tu vi của ngài, mà còn là sự cống hiến cũng như phẩm cách của ngài. Mà người trước mắt này thì sao, án lúc trong thế giới phù lục nhỏ bé này, an lúc trong bóng tối của lịch sử đùa bẩn với ý chí của thế giới, tàn sát hàng trăm triệu sinh linh. Đến cả ngao quỳ cũng không đủ tàn ác khi so sánh với nàng ta. So với sự phẫn nộ đột ngột của Khánh Hỏa Quang Văn, khương vọng lại có vẻ lạnh lùng, cái chết của tiên hiền đã được ghi vào lịch sử. Những hậu sinh như chúng ta không dám đem nó ra bàn luận một cách nhẹ nhàng được. Khánh Hỏa Quang Văn lắc đầu than thở, sau khi thương hiệt sáng tạo ra chữ cái, những người bình thường cũng có thể dùng chữ cái để miêu tả đạo lý. Nhân sinh của bọn họ thực sự vô cùng đa dạng. Vì để chữ viết có thể nhanh chóng trở nên phổ biến, Thương Hiệt đã suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp, một trong số đó chính là yêu cầu mỗi chúng ta sử dụng chữ viết mà nàng ta sáng tạo ra để viết thành một cái gì đó, lấy cái này để làm gương. Khi đó Cật Yếm Thúc đã viết ra một câu chuyện nhỏ rất có ý nghĩa. Truyện xưa viết, có một người đức cao vọng trọng đã chết già trên giường do tuổi thọ đã tận. Con cháu của người này đứng đầy cả một sảnh đường, người nào người nấy vô cùng hiếu thuận phụng dưỡng ông ta khi còn sống đến khi chết cũng đã tổ chức một tang lễ vô cùng long trọng cho ông ta rất nhiều người thân bằng hữu khi còn sống của ông ta cũng đã đến tỏ lòng kính trọng và thương tiếc ông ra con cháu khóc lóc ở trước linh cửu vô cùng thương tâm nhưng khi hạ táng ông ta lại bất hạnh sống lại cố gắng dãy dụa gõ quan tài các ngươi đoán thử xem sau đó thế nào thanh âm của nàng ta trở nên lạnh lùng tất cả mọi người đều giả vờ như sự việc này chưa từng xảy ra quan tài vẫn được chôn cất vào giờ lành thánh tốt tiếng gõ trong quan tài cũng vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất thân là một trong số bác đại hiền thần của nhân hoàng ở thời đại viễn cổ tật yếm thúc có phong cách cực kỳ đặc biệt đến cả câu chuyện tiện tay viết ra cũng không bình thường đến như thế mà khánh hỏa quan văn vẫn tiếp tục nói một người đã chết đã được thương tiếc và tưởng niệm đột nhiên có một ngày người đó sống lại thì đúng là quá không hiểu chuyện cũng quá không lễ phép có phải không những tình cảm đã bỏ ra dường như lại biến thành những cây kim đâm sâu vào trong da thịt những người chuẩn bị nên đón cuộc sống mới tựa như bị quá khứ không hiểu chuyện liên lụy sau những cảm xúc ưu tư quá mãnh liệt chỉ còn lại sự chết lặng tuyệt đối không muốn trải qua thêm một lần nữa vì thế người còn sống mới lúng túng như vậy mới không thể thích ứng như thế có đúng không Mấy thời đại lớn đã đi qua, nhân tính vẫn chưa từng thay đổi. Mọi người chưa từng tôn trọng sự vĩ đại, bọn họ chỉ khao khát sự mới lạ. Người ta chỉ nhớ đến người đã chết, nhưng lại không hề kính trọng người còn sống. Đầu thương đỏ tươi nở rộ như một đóa hoa, phá vỡ sự lạnh lùng ưu tư và sự dài dòng kể lễ của nàng ta. Khương vô tà bước tới, gần như quét thương ảnh thành một cuộn vải đỏ, muốn che thi thể của khánh hỏa quan văn lại cực yếm thúc là cực yếm thúc vô hán công là vô hán công ngươi là ngươi câu chuyện là câu chuyện mà thực tế thì vẫn là thực tế ngay cả khi thanh đề có thể có cái nhìn thấu triệt về bản chất con người thì một câu chuyện cũng không thể đại diện cho tất cả mọi thứ ngươi là người có thể dùng việc lăn nhục để làm thú vui có thể giết chết hàng trăm triệu người chỉ để nuôi béo cho chính mình thật khó có thể tin rằng đây là việc mà vô hán công có thể làm ra được sau khi cực yến thu xây dựng đế quốc đại dương, hắn ta đã truy phong tổ tiên các im thúc của mình là thanh đế, tự xưng là đông phương chỉ tổ. Có một loại thuyết pháp vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay, nếu tính từ khi truy phong đế danh, thì dương quốc mới là quốc gia đầu tiên có nữ đế lên ngôi. Trong một khoảng thời gian nhất định, tề quốc cũng từng tự thừa nhận đã kế thừa di sản của dương quốc, cuộc khởi từ trong đống phế tích của dương quốc cũ, tề quốc vẫn luôn thừa nhận tính chính thống của dương quốc, nên bản thân Tê quốc cũng thừa nhận danh tự thanh đế này. Khánh Hỏa Quan văn dùng hai tay xé đôi tấm lụa hồng tạo thành từ thương ảnh của Hồng Loan thương ra nói: "Thanh đế hồng đề gì gì đó có gì mà quan trọng? Ngươi cho rằng Vô Hán công không phải như thế, đó chỉ là vì trước đây nàng ta không hiểu. Nàng ta không hiểu thiện vô xá nhưng ác lại trường sinh, nàng ta vẫn đang áp chế ngao quy trong cuộc cạnh tranh nội bộ bên trong Ác Quỷ Thiên Đạo." cho nên nàng ta vẫn có thể thỉnh thoảng mượn một ít lực lượng của ác quỷ thiên đạo, dùng nó để đối đầu với đám người khương vọng, các ngươi có biết ta đã chết như thế nào không? Các ngươi cái gì cũng không biết, sao lại dám khiển trách ta? Bên trong tay phải của nàng ta là đao kiếm thương mô biến đổi không ngừng, bên trong tay trái là tất cả mọi loại pháp thuật tùy ứng do tâm, áp chế tất cả những thiên kiêu này. Ban đầu khi thượng cổ nhân hoàng và ba vị đạo tôn xây dựng lên vạn yêu môn, họ không thể đủ sức lực để quán xuyến tất cả mọi phương diện. Trúc Do đã nhân cơ hội này phát động một làn sóng ma triều diệt thế mà mang đến tai họa cho Cửu Châu. Để cứu vớt chúng sinh khỏi cảnh khốn đốn, ta đã đứng ra, đứng độc lập trước ma triều. Trước khi xuất phát, ta đã ước hẹn với Khổng Khác và Hàng Khuê, bất kể ai tìm ra chân thân của ma tổ trước, thì hai người còn lại bắt buộc phải tới cứu viện. Nhưng hai người này lại sợ hãi chiến đấu, thất ước không tới, chỉ còn một mình ta phải bảo vệ hàng trăm triệu sinh linh không chịu lui bước vì thế mới bị đánh từ sống sờ sờ đến chết một tồn tại đã thành tựu siêu thoát vì chiếu cố tới hàng trăm triệu chúng sinh không chịu lui bước mà bị đánh tới chết đây là một sự hy sinh oanh liệt đến mức nào đây chính là thời đại thượng cổ thời đại đã bị mai tan trong bóng tối nhưng cũng là thời đại có được những thành tựu vĩ đại nhưng trong lời nói của khánh hỏa quan văn thứ càng thu hút sự chú ý của người khác lại là hai cái tên khổng khát hàng khuê người trước là người sáng lập ra học thuyết nho gia người sau là người sáng lập ra học thuyết pháp gia họ đều là tổ tiên của những học giả xuất sắc trên thế giới là những nhân vật thánh hiền các nàng không hề sợ hãi chiến đấu cho dù khương vọng không học ở hai tông phái này nhưng hắn vẫn vung kiếm để chứng thực sự thật bảo vệ các vị tiên hiền trong lịch sử chính hai vị nho tổ và dành được một ít thời gian để thượng cổ nhân hoàng thoát thân trở về sau đó ba vị siêu thoát cùng nhau liên thủ mới có thể đánh chết ma tổ mười vạn năm sau mới kết thúc được ma triều nho tổ pháp tổ tiếng cười của khánh hỏa quan văn quá mức bi thương bọn họ cũng xứng được xưng là tổ phải không nàng ta lại càng trở nên điên cuồng ta thì bị cầm tù ở thế giới này một mình lang thang với hy vọng vô vọng Suốt hàng ngàn năm hàng vạn năm, nhưng lại không thể thấy được bên ngoài thiên xu, trong một thời gian dài để an giấu bản thân, nàng ta đã không thăm dò thế giới bên ngoài phù lục. Bởi vì đối với một số tồn tại nhất định, trong quá trình ngươi cảm nhận một vài tin tức thì bản thân cũng sẽ bị cảm nhận thấy. Nàng ta an sâu bên trong thế giới phù lục, giấu mình bên trong lịch sử thế giới phù lục với mục đích không muốn bất cứ ai chú ý tới, không muốn con đường trở về của bản thân có thêm bất kỳ nguy hiểm gì sự xuất hiện của một chiếc khắc hoạt như thị bác đã làm đảo lộn mọi thứ nàng ta hết lần này đến lần khác kiềm chế bản thân cẩn thận hành sự chỉ sau khi tiếp xúc với khắc hoạt như thị bác nàng ta mới biết rằng thích gia đã phát triển đến như vậy chỉ khi tranh đấu với tịnh lễ nàng ta mới bắt đầu phá giải pháp ấn phật môn chỉ đến khi gặp lại những người đến từ hiện thế nàng ta mới biết được hiện thế hiện tại sơ lược như thế nào chỉ khi nói đến chuyện ngày xưa nàng ta mới chứng thực được chuyện cũ bi thương thay thế sự xoay vần khổng khắc hàng khuê đã thành tổ vô hán công lại không lưu được cái danh thánh hiền số những người vây công cảm thấy đồng tình với nàng ta bọn họ không thể chắc chắn câu nói nào của khánh hỏa quan văn mới là thật lúc này toàn thân hí mệnh đã được bao phủ bởi một lớp áo giáp thân hình bành trướng ra không chỉ một lần cơ quan thiết giáp cồng kênh không những không làm chậm lại tốc độ của hắn ta mà còn tăng cường sức mạnh cho hắn ta trên mọi phương diện trong trường hợp năm người hỗn chiến sử dụng đạo thuật trên phạm vi lớn rất dễ ảnh hưởng đến các chiến hữu khôi lỗi thông thường lại không thể tham dự vào trận chiến ở cấp độ này không thể tạo nên sự phối hợp vì vậy hắn ta từ bỏ việc sử dụng thuật mà dùng công siết chặt nắm đắm sử dụng lực lượng gấp mấy lần lực lượng bản thân xuất ra chân truyền của mặt gia Hiếu mâu viên thôi tứ tiểu thủ, tứ thủ này là bốn loại phương pháp biện luận trong học ván của mặt gia, cũng là nắm đắm suy luận từng bước áp bách của hí mệnh trong giờ phút này. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa cương và nhu, là sự điền khuyết cực kỳ tốt vào những khoảng trống tấn công của các vị chiến hữu. Chúng ta tin sử sách, hay là tin ngươi đây, hắn ta dùng quyền để hỏi. Khánh hỏa quan văn chủ nói, vậy ta xin hỏi các ngươi, yêu tộc thiên đình là cái gì? nhân tộc khởi nguyên đến từ đâu? Các ngươi có thật sự biết rõ chân tướng của trận chiến ở thời viễn cổ đó không? Không cần trả lời, sau khi hỏi ba câu, nàng ta sải bước bước tới, tắt một cái đè ép nắm đám của hy mệnh xuống, sau đó vung tay lên, lịch sử mà các ngươi nhìn thấy có thứ mà ta biên soạn. Ta tạo ra lịch sử như vậy, về sau người tạo ra lịch sử cũng sẽ làm như vậy, ta không oán không than, chỉ là tế bào trên người nàng ta tung bay không ngừng, hỏa văn trên đó tựa như sống lại, nhảy ra khỏi tế bào và di động trong không trung, không ai có thể xóa bỏ những thứ ta đã từng có, cũng không ai có thể quên mắt những gì ta đã giành được, và cũng không ai có thể ngăn cản những gì ta muốn tìm kiếm. Ai cản ta thì đều phải chết, người nào cản ta tội đáng chết vạn lần. Mặc dù không thể tin cậy hoàn toàn vào sách lịch sử nhưng ta tin rằng hành vi của một người mang tính tiêu biểu hơn lời nói của người đó. Khương vọng vung kiếm quan tựa như thác nước, vững vàng chiếm giữ vị trí chủ lực tấn công với sát lực vô song. Ta không biết rõ gì về nho học và pháp học, nhưng hai vị này nổi danh về kiến thức uyên bác, xưa nay chịu trách nhiệm giáo dục con người, có công giáo dục văn hóa cho nhân tộc, sở hữu đức danh. Người nói nho tổ và pháp tổ sợ hãi chiến đấu, nhưng thực tế chính các nàng lại là người ngăn chặn ma triều, cho nên, sợ hãi, hai từ này không thể thành lập. Cho dù tất cả những lời ngươi nói đều là sự thật, ta nghĩ chắc chắn có một lý do nào đó ẩn giấu bên trong. Sở dĩ khổng khắc và hàng khuê có thể ngăn cản ma triều, là do chút do đã bị thương tổn khi giao chiến với ta, Khánh Hỏa Quang Văn nói, ta đã xuyên thủng cửu thiên, du hành thấp vũ trụ, trước khi chết lại sử dụng một chút thịt vụn và một luồng tàn hồn để trấn áp ma quỷ ở thế giới phù lục này. Ma tổ mà các nàng phải đối mặt, không phải là trạng thái trọn vẹn, ngươi trấn ma cái gì, Khương Vô Tà dơ thương lên hỏi, bóng dáng của hắn ta không ngừng lóe lên bốn phía xung quanh khánh hỏa quan văn mỗi lần hồng quang rơi xuống lại tựa như bay tới từ thiên ngoại hắn ta khít mũi coi thường cái câu nói trần ma kia ma tổ chức do áp chế nho tổ và pháp tổ sau khi bị thượng cổ nhân hoàng hữu hùng thị vây công mới ngậm ngùi nuốt hận cái này còn nói là không ở trong trạng thái trọn vẹn thượng cổ nhân hoàng là hổ giấy hay sao ách hỏa quan văn tức giận nói Sơn Hà phá toái Long Công thì đã bị ta trần áp ở nơi này. Từ thượng cổ cho tới ngày nay đã trôi qua biết bao nhiêu năm. Thứ mà các ngươi vừa nghe thấy chính là tiếng gầm của môn ma công này. Máy tên tiểu tặc dốt nát, các ngươi thật sự nghĩ ta sợ các ngươi hay sao? Ta chỉ sợ ma tổ sống lại, hiện thế gặp tai ương, sinh linh nhân tộc phải đồ tháng mà thôi. Ngươi nói, tật hỏa ngọc linh dường như đang nghe được câu chuyện tiếu lâm tức cười nhất trên đời, cuối cùng nàng ta tạm thời thả lỏng sự tập trung vào việc kiểm soát đội hình quân sự và xoay đầu lại, với tư cách là thủ lĩnh của tật hỏa bộ, đại biểu cho toàn bộ nhân tộc ở thế giới phù lục, nàng ta gia nhập vào cuộc đối thoại này, ngươi lo sợ sinh linh nhân tộc phải đồ tháng sau. Nhân tộc ở hiện thế mới là nhân tộc, còn các ngươi chỉ là hàng nhái ta tiện tay tạo ra mà thôi. Đừng có quá căng thẳng, khánh hỏa quan văn phất ống ta một cái, bầu trời lại hạ xuống ba phân, ngươi còn muốn tới hiện thế sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù tiểu hoàng tử này thật sự muốn đưa ngươi về, thì ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị hiện thế áp chế, không thể bước vào nửa bước, sẽ trở thành một cái xác không hồn. Lời nói của nàng ta lạnh lùng đến như vậy, tựa như một lưỡi đao đâm sâu vào trong lồng ngực của tật hỏa Ngọc Linh, cũng chà đạo lên lòng tự trong của nhân tộc ở thế giới phù lục. Đối với đám người khương vọng, khí thế của nàng ta càng trở nên hung hãn hơn, các ngươi đều là hiện thế nhân tộc, nhưng các ngươi sinh ra không phải đã cao quý. Chính nhờ vào sự nỗ lực của lão gia hỏa như ta, các ngươi mới sinh ra đã có thể làm chủ của hiện thế. Thế mà bây giờ ngươi lại đối địch với ta vì đám tượng bùn này hay sao? Hắc hỏa trên người nàng ta dâng cao ngút trời, giống như khí thế của nàng ta cũng đang dâng cao ngùn ngụt, ta tạo ra vạn pháp, lật tung yêu đình, ngăn cản ma triều, trấn áp ma công nếu kể ra thì hữu hùng thị cũng không có nhiều công lao như ta. Ta có làm nhân hoàng cũng phải lẽ. Cái tên tiểu tử nhà ngươi sao dám nói tương lai của nhân tộc không có liên quan gì đến ta. Khương vọng quét ngang kiếm một cái, thủy triều lên và bầu trời cũng lên, tất cả các kiếm thức mà hắn đã học cả đời, đều được dùng dê tán công vào lúc này. Chân tướng của lịch sử cũng nằm trong lịch sử. Ngươi không cần dùng lời nói để nói với ta ngươi là ai, mà chính lựa chọn của ngươi đã miêu tả ngươi là ai rồi. Liên Ngọc Thiền, người chuyên tâm phụ trợ Lý Phượng Nghiêu trong quân đội đã bị sốc và kinh ngạc trong giây lát. Thành thật mà nói, nàng ta đã bị dao động. Đối mặt mới một tồn tại có khả năng là một vị tiên hiền của nhân tộc, đông gia cũng quá kiên định đi mắt. Một người một kiếm phân hắc hỏa, một thân chống giữ quan ải, thân hình sừng sững như thanh tùng. Trên người hắn còn có vật quan chiếu rọi, tiểu thánh tăng tịnh lễ đi sau bổ khuyết cho hắn, để hắn có thể toàn lực tấn công. Lại thấy thân thể của hí mệnh cũng tựa như gan thép, cú đấm sau nặng hơn cú đấm trước, cố gắng muốn giành lấy càng nhiều sự chú ý của khánh hỏa quan văn. Và đằng sau thân hình cao ngất sừng sững tựa như thanh tùng của khương vọng, là một hồng đỉnh dân cao đỏ chói như mặt trời. Hùng trần tứ phương, Ken la mặt trời mọc và thanh tùng sừng sững, một tôn hồng đỉnh đã dập tắt hắt heo ba chân đứng giữa núi sông, hai tai lắng nghe thanh âm của chúng sinh. Một âm thanh mơ hồ của một bài trường ca vang lên, bài ca viết, nhân duyên tề tụ trong giác mộng, hồng trần quán lấy nhau bên trong đỉnh vạc, đại trượng phu giống như hào kiệt chết đi, rồi sẽ như hào kiệt mà sinh ra. Khương vọng cảm nhận thấy bên trong nguyên thần hải của mình, triều thiên quyết chấn động không dứt, tựa như đang hô ứng. Những tinh quang màu đỏ bắt đầu vây quanh người Khương vô tà. Đôi mắt màu tím và mái tóc đen nhánh của hắn ta cũng nhiễm lên màu đỏ tinh sa. Điều này càng khiến cho vẻ đẹp âm nhu tuần mỹ của hắn ta thêm phần thần bí và ảo mộng. Tác hỏa Ngọc Linh từ trong đại quân nhìn hắn ta một cách si ngốc. Khí thế của hắn ta lại tăng lên một lần nữa, người nói các nàng đều là tượng bùng sao. Thanh âm của hắn ta tựa như tiếng đỉnh vang, thương tựa như phượng về, hàng ngàn chiếc mỏ nhọn đồng thời rơi xuống vô số tinh quang kết tụ lại thành một con phượng hoàng màu đỏ chói, những sợi dây hồng trần vô cùng vô tận là lông đuôi của nó, cùng phong nghiêng thành dòng nước ngầm, cứ thế đè ép tế bào của khánh hỏa quan văn, khiến cho nó phải phục tùng, phải ngoan ngoãn, nhưng ta thực sự đã được yêu. Một câu cuối cùng này đã hợp với tiếng thương. Cứ thế đụng một cái, ép khánh hỏa quan văn tới sát bên người tôn ác quỷ thiên đạo kia anh tinh quang đầy trời, hồng trần vô tận. Hư ảnh của Phượng Hoàng đỏ được sinh ra và tan vỡ, tan vỡ rồi lại tái sinh, nhất thời không ngừng phát triển và tấn công, Cửu hoàng tử của Đại Tề đã sử dụng tuyệt kỹ thương thuật tranh đấu với các cung Bách điều Triều Phượng Phượng Hoàng Vu Phi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.